Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc main của Samsung Galaxy Note 8 vừa được thay mới tại di động cao cấp.vn cho một máy Samsung Galaxy Note 8 bị hỏng main, lỗi main, chết main, vừa được sửa thay mới tại di động cao cấp.vn. Di động cao cấp.vn đã có những video rất chi tiết cách thay, cách sửa, khắc phục lỗi, sự cố liên quan đến phần bảng main của Samsung Galaxy Note 8. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay, không hướng dẫn cách thay main cho Samsung Galaxy Note 8 mà chỉ đơn giản là giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới main, đổi mới main Samsung Galaxy Note 8 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Thì đầu tiên, câu hỏi rất hay gặp liên quan đến phần thay mới main, đổi mới main cho Samsung Galaxy Note 8 đó là: tôi ở xa, tôi muốn thay main, sửa lỗi hỏng main trên Samsung Galaxy Note 8 có được không? Thì hoàn toàn được các bạn nhé, rất đơn giản, rất dễ thôi. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm nói chung và sửa thay mới main cho điện thoại Samsung Galaxy Note 8 nói riêng. Các bạn đồng ý với phương án kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn thì một là các bạn có thể đặt hàng và nhận trực tiếp main Samsung Galaxy Note 8 tại địa chỉ cửa hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được máy được main, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Trường hợp thứ hai, các bạn có thể gửi máy đến trực tiếp di động cao cấp.vn để chúng tôi thay mới main, đổi mới main cho quý vị các bạn, cho máy của quý vị các bạn. Khi chúng tôi nhận được máy, chúng tôi sẽ kiểm tra và thay mới main Samsung Galaxy Note 8 quý vị các bạn. Thay xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu để quý vị các bạn kiểm tra. Quý vị các bạn kiểm tra xong, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Trường hợp tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là: hiện tại tại thời điểm 2021 này thì main của Samsung Galaxy Note 8 có sẵn hay không? Thì chúng tôi là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Note 8, do đó main luôn được chuẩn bị sẵn chu đáo, cẩn thận với các bạn. Câu hỏi tiếp theo là: tôi thay main cho Samsung Galaxy Note 8 thì các dữ liệu bên trong máy còn lấy lại được không? Thì đây là một trong những câu hỏi mà tương đối khó trả lời. Thay main là thay trọn bộ rồi, thay trọn bộ phần cứng bên trong của máy rồi. Do đó thì khi mà thay main cho Samsung Galaxy Note 8 thì tùy theo từng lỗi main cụ thể mà nó có lấy lại được dữ liệu hay không. Đó, trường hợp mà quý vị các bạn quá cần dữ liệu trong cái main cũ lỗi hỏng thì kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ có phương án cụ thể chi tiết sau quý vị các bạn. Trường hợp tiếp theo, câu hỏi tiếp theo liên quan đến thời gian bảo hành sau khi thay mới main cho Samsung Galaxy Note 8. Thì thời gian bảo hành ít nhất là 3 tháng đến 12 tháng tùy theo các bạn chọn gói bảo hành. Chúng tôi thay xong, chúng tôi sẽ phải bảo hành cho quý vị các bạn, đó là điều đương nhiên. Trường hợp tiếp theo là: khi tôi thay main thì các cái linh kiện khác trong máy hoạt động như thế nào? Thì đa phần những cái máy mà đã lỗi main thì tất cả các linh kiện khác đều phải hoạt động bình thường thì chúng tôi mới tiến hành dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Note 8. Khi mà quý vị các bạn gửi máy đến di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ phải kiểm tra tất cả các lỗi sự cố trên main. Chúng tôi sẽ test tất cả các linh kiện khác ở máy xem còn hoạt động được không, hoạt động như thế nào, chất lượng ra sao thì mới báo cho quý vị các bạn cụ thể. Tức là sao? Tức là khi mà thay main xong thì phải tất cả mọi chức năng của máy phải hoạt động bình thường như máy mới xuất xưởng thì chúng tôi mới tiến hành thay mới main cho quý vị các bạn. Đó là một số thắc mắc liên quan đến phần dịch vụ thay mới main điện thoại Samsung Galaxy Note 8 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Còn rất là nhiều những thắc mắc khác liên quan đến dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Note 8. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123, đường dây nóng tư vấn thay mới main, đổi mới main, nhận sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Note 8 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về giải đáp một số thắc mắc về dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy Note 8 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy Note 8 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.